Kinh hoàng chồng cũ nhẫn tâm tạt axit, khiến vợ bỏng rất nặng ngay trước mặt bố vợ và con gái. Dù tòa đã giải quyết ly hôn, nhưng thời gian vừa qua Thông quyết định quay lại sống cùng vợ cũ. Thời gian này, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Thông dùng axit tạt vào người vợ, khiến chị Huyền bỏng nặng, nguy kịch. Gần hai ngày nay, nhiều người dân sống tại khu vực chợ Vân, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội, bàng hoàng khi chứng kiến cảnh một người phụ nữ bị bỏng toàn thân, phải nhập viện cấp cứu do chồng tạt axit. Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ, ngày 24 tháng 3. Nạn nhân là chị Đặng Thị Huyền, 33 tuổi, trú tại thôn Yên Viên, thị trấn Yên Viên. Người gây án là Phạm Văn Thông, sinh năm 1983, quê ở huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình. Hai người là vợ chồng nhưng đã ly hôn. Kể lại sự việc, An Cương, hàng xóm và là người trực tiếp chứng kiến sự việc, cho hay, vào thời điểm trên, khi đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng tri hô kêu cứu bên ngoài. Chạy ra ngoài, tôi thấy chị Huyền đang quằn quại, đau đớn hô hoán mọi người cứu, và đứa con gái nhỏ lớp 2 đang khóc thét. Đến gần, tôi dùng tay để kiểm tra nhưng do tóc, da của chị Huyền cháy xém và sặc mùi axit nên tôi phải gọi thêm mọi người xung quanh đưa chị ấy đi cấp cứu, An Cương kể lại. An Cương kể, lúc này, ông Đặng Văn Xuân, là bố đẻ chị Huyền, chạy đuổi sau. Anh Thông và Tri Hô nó giết con gái tôi. Trước khi xảy ra sự việc, giữa chị Huyền và chồng cũ có cãi nhau. Sau đó, ông Xuân có đến ngôi nhà trên để nói chuyện. Tuy nhiên, sau đó một lúc thì hàng xóm chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Nói về nạn nhân cùng người đàn ông gây án, An Cương cho biết, hai người này mới đến địa bàn thuê nhà được hơn 2 tuần nay, nên khi xảy ra sự việc, hàng xóm rất bất ngờ. Trao đổi với chúng tôi, người thân của chị Huyền cho biết, cách đây vài tháng giữa nạn nhân và chồng đã ra tòa án giải quyết ly hôn. Tuy nhiên, trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, anh Thông có xin lỗi bố mẹ chị Huyền và vợ chồng quay về ở với nhau dù thủ tục ly hôn đã có hiệu lực. Sáng ngày 24 tháng 3, đối tượng Thông khóa kín cửa không cho vợ con ra ngoài. Đến chiều cùng ngày, chị Huyền có gọi điện thoại cho bố đẻ sang để nói chuyện về việc mâu thuẫn mình với chồng. Trong lúc cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm, Thông liền chạy đi lấy can đựng axit tưới khắp cơ thể chị Huyền, trước sự bất lực của bố vợ và đứa con gái mới 8 tuổi. Hiện tại, chị Huyền đang nguy kịch và được điều trị tại bệnh viện với những vết thương rất nặng. Liên quan đến thông tin trên, lãnh đạo công an huyện Gia Lâm xác nhận đã nắm bắt vụ việc. Cơ quan điều tra đã tạm giữ đối tượng Phạm Văn Thông để làm rõ nguyên nhân. Chủ đầu tư Carina cam kết sửa chung cư trong 30 ngày. Chúng tôi đang khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng, tìm nguyên nhân hỏa hoạn, cũng như khắc phục hậu quả, thông báo đầu tiên của đại diện chủ đầu tư Carina cho biết. Công ty Hùng Thanh, đại diện chủ đầu tư chung cư Carina, vừa có thông báo về việc khắc phục sự cố cháy nổ sáng 23 tháng 3, khiến 13 người chết và hơn 90 người bị thương. Trong văn bản này, công ty Hùng Thanh gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình có người thân bị mất và bị thương, cũng như chia sẻ những tổn thất về vật chất và tinh thần đối với cư dân chung cư. Hùng Thanh bày tỏ sự xin lỗi về việc chậm trễ trong việc ra thông báo chính thức, do tập trung vào công tác khắc phục sự cố, phục vụ công tác điều tra và hỗ trợ khẩn cấp các gia đình có người bị tử vong và bị thương. Bên cạnh đó, sau tai nạn kinh hoàng vừa qua, họ tập trung ưu tiên vào bảo vệ tài sản, cũng như hỗ trợ các việc khẩn cấp của cư dân như nhu cầu lấy tài sản, giấy tờ tại căn hộ, lấy phương tiện ra khỏi hầm xe. Chúng tôi đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm tìm nguyên nhân của vụ hỏa hoạn, cũng như khắc phục hậu quả, xác định tổn thất và trách nhiệm của các bên có liên quan, thông cáo cho biết. Về mức hỗ trợ ban đầu, công ty Hùng Thanh thông báo hỗ trợ 100 triệu đồng trên người đối với các trường hợp tử vong. Tính đến ngày 25 tháng 3, đơn vị đã hỗ trợ 13 trường hợp tử vong và 42 trường hợp bị thương đang điều trị tại bệnh viện, với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Ngoài ra, mỗi hộ được hỗ trợ 300.000 đồng mỗi ngày cho việc thuê chỗ ở. Thời gian hỗ trợ kéo dài từ 23 tháng 3 đến khi có thông báo chính thức về việc căn hộ đã được khắc phục và đủ điều kiện vào ở. Đối với xe bị hư hỏng do hỏa hoạn, cư dân tự liên hệ nơi sửa chữa để đưa xe đến sửa chữa, liên hệ bảo hiểm của mình để được đền bù. Nếu bảo hiểm không đền bù đủ, thì chủ đầu tư sẽ hỗ trợ phần chênh lệch. Đối với xe bị hỏng hoàn toàn, công ty Hùng Thanh đề nghị cung cấp hồ sơ để phục vụ cho công tác bảo hiểm. Chủ đầu tư với bảo hiểm sẽ tiến hành đền bù.
Việc sửa chữa tòa nhà theo cam kết sẽ hoàn thành trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 26 tháng 3. Tuy nhiên, công ty Hùng Thanh cũng lưu ý việc vào ở trở lại phải tùy thuộc vào kết quả giám định của cơ quan chức năng về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn hệ thống kết cấu. Liên quan đến những yêu cầu về việc tổ chức hội nghị nhà chung cư, công ty Hùng Thanh cho biết sẽ làm việc với chính quyền địa phương để đứng ra tổ chức ngay sau khi chung cư hoạt động trở lại. Tại thông báo này, Hùng Thanh cũng đưa ra 3 số điện thoại đường dây nóng của chủ đầu tư, ban quản lý để giải quyết các vấn đề liên quan. Rạng sáng ngày 23 tháng 3, vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Carina, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. 13 người thiệt mạng, hơn 90 người phải nhập viện. Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, cho biết nguyên nhân phát cháy từ một xe ở tầng hầm, chưa xác định được khả năng cháy hệ thống điện của xe, hoặc không loại trừ việc cài đặt để gây nổ. Hậu lùm xùm, nam em nhập viện nhưng Trường Giang vẫn lạnh lùng ngó lơ. Hình ảnh nam em suy sụp trong bệnh viện được đăng tải cùng lúc với những hình ảnh Trường Giang quay trở lại công việc và chụp hình như chưa có chuyện gì xảy ra. Chuyện tin vụng trộm của Trường Giang và nam em được chính nam em tiết lộ đã làm show Bích Việt dậy sóng suốt một tuần qua. Cho tới thời điểm hiện tại, quản lý của nam em tiết lộ cô bị suy sụp phải nhập viện truyền nước vì áp lực quá lớn từ dư luận. Trong khi mọi người đều chờ đợi một lời giải thích hoặc một động thái từ phía Trường Giang, nhân vật nam chính của câu chuyện, thì nam danh hài vẫn thản nhiên quay trở lại công việc và chụp hình cùng đồng nghiệp như chưa có chuyện gì xảy ra. Cùng lúc với hình ảnh nam em nằm trong bệnh viện truyền nước, những hình ảnh nam danh hài mười khó vẫn bình thản chụp ảnh cùng bạn bè, càng khiến dư luận thêm khó hiểu. Có lẽ trước khi quay trở lại công việc, Trường Giang nên trực tiếp đối mặt và gửi lời xin lỗi tới công chúng vì những lùm xùm do chính bản thân gây ra. Việc thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chỉ càng khiến Trường Giang biến thành một người đàn ông vô trách nhiệm và mất điểm trong lòng công chúng. Nam em suy sụp khi thấy Trường Giang cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình. Những lùm xùm quanh vụ việc Hoa hậu trái đất nam em thừa nhận hẹn hò với diễn viên hài Trường Giang khi anh đang yêu Nhã Phương, đang khiến người đẹp tổn thương. Những ngày gần đây, làng giải trí Việt xôn xao chuyện Trường Giang từng hẹn hò nam em khi anh vẫn còn mặn nồng với nữ diễn viên xinh đẹp Nhã Phương. Nam em nói đó là vết thương khó lành trong tâm hồn. Nhắc đến cái tên đó, tôi lại như bà khùng điên. Tổn thương trong tôi lớn đến mức nào thì mọi người không thấy được đâu. Câu chuyện của nam em lập tức gây rúng động, bởi cô không tiết lộ về việc mối quan hệ với Trường Giang đã bắt đầu như thế nào, diễn biến ra sao. Chỉ biết nó kéo dài 2 tháng và kết thúc từ Tết, tức là nó diễn ra khi Trường Giang vẫn đang là bạn trai danh chính ngôn thuận của Nhã Phương. Thậm chí, nó có thể vẫn còn diễn ra khi Trường Giang đã cướp sóng truyền hình cầu hôn Nhã Phương. Có người nói đó là chiêu PR cho MV mới, cũng là đánh dấu một danh xưng mới của người đẹp nam em. Câu chuyện ngày một đi quá xa, vượt tầm kiểm soát của những người trong cuộc. Và nó không chỉ làm tổn thương Nhã Phương, Trường Giang mà làm cho chính nam em một lần nữa bị thương tổn. Chia sẻ về tin đồn, đây là chiêu PR cho sản phẩm mới, nam em phủ nhận. Cô cho biết, đó là tình huống cô buộc phải nói ra trong một bài phỏng vấn, chứ người đẹp không chủ động chia sẻ. Cô thừa nhận từng có thời gian hẹn hò với Trường Giang, khi anh vẫn đang nồng ấm bên Nhã Phương. Thời điểm hai người nảy sinh tình cảm là sau khi kết thúc quay Ơn Giời Cậu Đây Rồi, có sự tham gia của top 8 Hoa hậu trái đất. Theo nam em, thời điểm đó cô đang bị khủng hoảng tâm lý về nhiều chuyện buồn trong cuộc sống, từ chuyện tình cảm cho đến kinh doanh thua lỗ. Vì vậy cô bị mũi lòng trước sự quan tâm của Trường Giang. Anh Trường Giang có quan tâm, nhắn tin thể hiện tình cảm, và sau đó cả hai có mối quan hệ nhất định. Nhưng tôi khẳng định giữa chúng tôi không có gì đi quá giới hạn, nam em nói. Nhiều người thắc mắc vì sao? Khi Trường Giang đã yêu Nhã Phương rồi, nam em vẫn tiếp tục nhắn tin và hẹn hò, thậm chí Trường Giang cũng đã từng hỏi cô câu hỏi ấy. Khi đó người đẹp trả lời rằng, em thấy cũng có đôi lúc con người ta cứ để cảm xúc lên tiếng thôi. Nam em tiết lộ trước ngày cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình, vào ngày 17 tháng 1, thì trước đó 2 ngày, vào ngày 15 tháng 1, Trường Giang vẫn đi sinh nhật nam em. Và cô đã rất bất ngờ, sau đó là suy sụp khi Trường Giang cầu hôn Nhã Phương lên sóng truyền hình. Lúc đó cô cũng nhận ra, tình cảm Trường Giang dành cho cô không nhiều bằng Nhã Phương, nên cô quyết định dừng lại. Nam em nghĩ rằng Nhã Phương sẽ hiểu câu chuyện này.
Hy vọng anh Giang sẽ biết trân trọng người con gái đang bên cạnh mình. Và nam em sẽ là người con gái cuối cùng bị tổn thương. Nam em không muốn ai tổn thương thêm nữa. Người đẹp tâm sự. Cuối cùng nam em mong muốn câu chuyện được dừng lại ở đây. Và không tiếp tục ồn ào nữa. Bởi nó đang là con dao có sức sát thương quá nhiều người. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.